Xin kính chào bà con. Thì hôm nay em đang ở Chi Tôn An Giang nha bà con ơi. Hôm nay em đến thăm một cái ao ốc của khách hàng bên em. Thì khách hàng đã mua giống của bên em 2 lần, mỗi lần là 20.000 con. Hiện tại là đã qua 5 tháng nuôi. Khách cũng báo là ốc đã đẻ trứng rồi. Hôm nay thì em đến là thu trứng cho khách hàng luôn. Đây, ốc đang ăn bí nha bà con ơi. Ốc này thì do thả 2 đợt nên có nhiều lứa khác nhau. Này dạ. Sáng mà cũng đeo ăn dữ ha. Ồ, có ốc bù vàng luôn, có ốc bù vàng luôn. Rồi ao này là bị lẫn ốc bù vàng rồi. Đây, ốc bù vàng đây. Hồi này là ốc bù đen, ốc lứa. Đây, ốc bù vàng là nó nhìn là nó khác với ốc bù đen liền. Em cầm ốc bu đen lên so sánh cho bà con xem. À, nó có cái phé nè. Đấy, cầm lên đấy đấy. Nó khác nhau, nói chung là nhìn là nó biết liền. Ba này thì vứt nó đi chứ nó lặn vô nó tranh ăn dữ lắm. Hôm nay nhiễm ốc bu vàng cũng khá khá rồi ha. Mắc nhiều lắm rồi đó. Này có vớt mà được. Vớt mỗi ngày. À, có vớt mỗi ngày. Nhiễm ốc bu vàng, ốc bu vàng con bành bành không này mà. Giết trứng giết con luôn mà. Đây ảnh nè, ốc bù vàng đây. Bữa hổm là xử lý hết rồi mà cái đợt mà đi chơi đó là quất một đám mưa nó tràn xuống á. Dạ. Nó xuống một cái thì rơi hồn luôn. Này, ốc này còn tơ quá, này ốc bù vàng nè. Nó 2-3 đợt. Dạ. Mình 3 đợt á. Dạ. Còn tơ. Nhưng mà cái lượng ốc lớn là nằm ngoài không ăn biết sao? Dạ dạ. Lửa ốc lớn nằm ngoài đó đó. Cái này, cái đó là anh làm cái mô cho nó đẻ hả? Là mô cho nó đẻ đó mà chưa có làm mà, vô kịp. Mà anh làm thêm một ống đó đi. Đường nữa không? Làm thêm một ống nữa rồi 2 ống cặp lại. Cặp rồi lại. Mấy đắp lên nó mới chắc hơn. Ừ. Nó mới đẻ nhiều hơn. Thì nó không có chắc, thấy nó dạ. Bị trợt. Khi mà ốc mà leo lên nó trợt là nó không đẻ đâu. Ừ, thấy nó trợt. Anh cặp thêm một ống nữa. Xong rồi mình đắp bèo lên. Ừ. Nha. Đắp bèo lên hoặc là mình lót giữa mình lót miếng gì cũng được. Lót miếng xốp cũng được, hoặc là mình cứ cặp thêm ống đi, xong rồi đắp bèo lên là được. Chứ một ống là nó đẻ. Thấy nó đưa, anh để lên cái nó bị trợt. Dạ. Một ống là nó thường là nó leo lên nó phải dọ trước. Ốc bù vàng đó, còn ốc bù vàng lúc nào nó cũng trội hơn ta chứ. Nhìn nó là tiếc liền à. Lớn nhanh kinh lắm. Mà nó mau lớn thiệt ông nội ơi, 3 rủi rồi nó mau lớn thiệt luôn. Màu lớn lắm, ốc vàng màu lớn kinh. Cái bí này nè, nó ăn là tức là cái vỏ nó mỏng lét à. Dạ. Ăn hết vỏ luôn á. Hết vỏ ừ. Tại vì nó ăn từ ngoài ăn vô mà. Tại vì cái đám bí ăn kia nó còn một công mà chủ nhật á, nó kêu chủ nhật rảnh vô gom đi để dạ. Nó cài. Giờ đang đẻ lên ấy đó ha, đẻ lên bèo kìa. Đó nó đẻ đó. Và sáng lụm rồi đó, còn dạ. Số nó nằm đẻ đó. Cái này nếu mà được anh lấy ống nước nhỏ anh phân ra một cái đường dài, đường vòng bơi đi cho nó dễ chứ không gì. Đến bắt cầu hoặc là kéo bèo lên bắt cầu hết kéo bèo bớt bèo này phải dày quá phải kéo bớt ha. Ừ. Này cái này là cái tớp ốc sao á, cái tớp mà 20.000 sao nó lớn lên đó, nó bờ lớn lớn đó. Này ốc bù vàng thôi này cái vớt nhiều lên mới được, sáng là vớt bọc về cho vịt ăn rồi đó. Dạ này được, nói chung là ốc lứa lứa thì nó cái trứng nó gì phải, nhưng mà qua chừng lứa 2 lứa chừng 3 tháng nữa là bằng kia hết. Mình cho ăn đầy đủ ha, cái lượng dạ. Trứng nó đẹp lắm. Đúng rồi. Nhớ không cái đợt mà trước Tết á? Dạ. Hồi trước Tết là một ngày là 2 ký mấy, gần 3 ký trứng luôn mà trứng dạ. Đẹp không? Cái này ở trong bèo nó vớt nó phơi xong đẻ xuống nó cũng ăn à? Nó phơi giống vậy đó. Héo héo rồi nó ăn à? Nhưng bây giờ cái lượng thức ăn nhiều rồi mình cho nên ít có phơi bèo, giờ phải dạ. Vớt lên hết thì cho nó cấm hết. À chịu khó tối tối gọi vớt bớt ốc bu vàng. Vớt, tối nào cũng đi vòng hết trơn. Tại vì ngủ ngoài này mà. Tại vì nó cũng nhảy với nhau á nha. Ờ. Ốc cua già nó cũng nhảy ốc mình đúng không ạ? Nhảy mà nhảy xong ốc mình đi luôn à. Nó bị lai phải không? Nó không có lai mà hai bộ phận nó khác nhau, nhảy xong ốc mình nó bị hao. Ờ. Bèo này thì thường là nó nằm không khúc mát là nó sẽ tốt hơn khúc nắng. Đúng rồi. Khúc này có khúc mát nè. Nó tốt hơn. Này cũng xịt Atonix ha. Cặp mé này thì xịt. Dạ. Nhưng mà ở ngoài nó không kịp, ở ngoài cho nó rụi á. Ừ. Mà cái lượng ốc lớn nó nằm ở ngoài nó dữ lắm luôn. Cái cánh bên kia nước cạn, bên đây là nước nó tầm khoảng 3 mét nè.
anh làm thêm nhiều mấy cái lỗ ra thả thức ăn cho nó ăn. Làm cái khung nè, như dạ. Cái khung này nó tới 1 mét, 1 mét đổ xuống cái mạng bao rồi. Bây giờ phải cắt lại 5 tấc. Sao đâu, mình để thương thương cũng được gì đó. Cần phải đổ đi đầy hết khung đâu. Đổ xuống tự nó tìm nó tới ăn hả? À. Nó nghe mùi là tự nó tìm nó ăn hả? À. Đám dưa gan cái bên nè. Dạ. Dưa gan ăn dữ lắm trời. À, nó nổi là được. Nó nổi hết trơn. Dạ. Cái bên này là ốc nó nở Tết tới giờ nè. Dạ. Còn bên đó là nó nở trước Tết. Thả ra hết mớ rồi. Ao này mấy công anh? 2 công. Nha. Đây là nước, nước đường nước có vô đường nào? Không có nước luôn. Nước không chết. Nước luôn hả? Chết luôn hả? Nước chết. Rồi tháng khô? Không bao giờ cạn. À, chắc nó có mạch nước. Ở đây là nước nó không cạn. Tại vì sao? Nó nước. Bơm ruộng lúa là ruộng lúa nó sẽ thấm xuống. Dạ. Thấm xuống hả? Nó thấm xuống. Đây nó có bèo nó lọc nước được. Chứ một tầng sụp vô một lần. Ừ. Là giờ đây mình dùng này dùng phèn lạnh. Không có phèn kia nhưng mà phèn lạnh. Anh rải mấy bào? Bao nhiêu ký? Không có rải mà sụp thôi mà. Sụp nó pha sụp thế à? Pha sụp. Mỗi lần pha bao nhiêu? Thì nó một phi như vậy đó là hốt vô một nắm vậy nè. À, nắm một phi. Mấy phi? Thì nó tới tầm 3-4 phi vậy. Dạ. Nắm thì không nhiêu, nắm thì chắc mỗi lần sụp anh sụp cho 1 ký á. Ừ, mình cũng có 1 ký. Coi như mà một thùng nó pha chừng nửa ký. Không, mình thả rồi mình tháng mấy ta? Thả cũng tháng 10. Tính ra là 5 tháng rưỡi rồi. Dạ, 5 tháng rưỡi. Cái này trước đó nha. Cái này nếu mà tháng mưa là nó trên nó đổ xuống nè. Không, cái tháng mưa là bây giờ anh xử lý cái tháng này xong là bắt đầu anh chặn hết trơn luôn cái đường bên đó luôn. Anh có đụng tháng mưa lần nào chưa? Thì được rồi là mưa đó, nhưng mà được là mưa nằm trong vẹo. À, đừng còn mưa, được rồi, em thấy anh mưa linh láng đó ha, nước cao đó. Nuôi trong vèo không mà nó linh láng hết trơn luôn. Là mưa thì nó nước mưa nó chở nhiều quá, mình phải rải vôi nữa. Phải rải vôi, bây giờ tính là tới tháng mưa đó là rải vôi giáp hầm sẵn trước luôn. Ờ, rải cặp bờ á. Rải cặp bờ hết luôn. Nhưng mà nó không có đường thoát, cái khởi khi nào nó ngập luôn không? Không. Nó lại dăng lên những có đường thoát ra ha. Dăng lên có đường thoát ra. Dạ. Ông anh này là nuôi đạt nha bà coi. Này, ốc bóng, nói chung cực bóng. Thì ở đây thì do là thả nó có nhiều lứa, 2-3 lứa nên nó sẽ có lẫn lộn khác nhau thôi. Đây là cái bể ốc con. Ốc con mà trứng nó đẻ rồi khách hàng ấp ra nè. Ông anh ông ấp ra. Ốc này toàn mới nở thì nhiều. Nở này nè, bèo này hơi dày quá. Còn bên đây là ốc cũng ốc con luôn. Trứng nó nở ra này chất dưỡng được cũng khoảng 2 tháng rồi nè. Trên tháng hết rồi. Bằng ngón tay út hết đấy. Dùng được. Vỏ này cực kỳ bóng và sáng luôn. Ốc nó bóng sáng gì thì nó nhanh lớn dữ lắm. Này là nuôi đạt đó. Ở đây là cái ao tù. Khách mà nuôi cái nước này mà ao tù mà nuôi kỳ là quá đạt. Nuôi này là quá ok rồi. Không chơi chỗ nào hết. Rớt mưa thì là rớt mưa anh mới đổ ốc lát. Mấy anh Pháp này là cứ mồi nào cũng có ảnh chứ. Ốc Pháp. Đâu mà quá trời quá đất. Mồi nào cũng có anh ốc Pháp chứ. Mồi nào dính ốc Pháp trong hết. Lụm muốn khùng luôn á, ngày nào mới đi nữa mới đi lụm hết rồi. Nè, dính nó rẻ nè. Ừ, ốc này nó tầm khoảng 50 con. Nhiều con ký. Bốn mấy là 50 con ký. Dạ. Nó mới đẻ nó. Đúng rồi. Hồi Tết. Cái thằng bạn mà nó lái bên Trung Quốc á, nó kêu giao cho nó 100 ký. Dạ. Nó hôi tao đâu có bán đâu mà giao. Bữa này 45.000. Con ốc này là ốc, cái hầm này nuôi ốc này đẹp ha. Dạ. Đây. Nó không có đống rong như người ta. Cái ốc Pháp còn đẹp mà. Cái ốc Pháp còn đẹp mà. Bên đây có con mớ lớn. Đậu quá, cái ốc Pháp mà nó mà không có mà vẫn sống được. Bởi vì mẹ nó hay đi. Vớt biết bao nhiêu mà nói rồi, vớt bỏ. Đây Pháp đây. Lạc vô vậy đó, tối nào trời ơi anh cũng đi gom hết trơn á.
gom dục gom dục. Cho nên mình loại hết được là ngon, tại vì nó mấy người Pháp này nhìn ăn dữ lắm. Nó bu lên mấy chỗ mình ăn đó, là mình gom nó dễ lắm. Còn mà hôi đi bắt nó khó lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi bắt nó khó lắm. Chứ nó dễ, tối nó dạt dạt vô bờ. Vô bờ. Nhưng mà nó ăn, nó nghe mùi nó ăn dữ hơn mấy giống ốc mình nữa. Ao bèo nhiều nó nuôi đẹp ha. Đẹp, ốc nó đẹp không? Ốc đẹp, ốc không đóng gồng. Tại vì nó không bị nắng là không đóng gồng à. Chứ biết không? Nắng quá đóng gồng. Đất cát nữa nha. Dạ. Đất cát nữa. Nhưng mà đẹp. Ốc này là ra ốc thịt là ok luôn đó. Ok. Là không chê đó. Khỏi cần rửa. Khỏi rửa là không cần chê luôn. Mà cái lượng trứng thì bây giờ nó chưa có đạt. Trứng này thúc ăn đó. Cái này là ngon. Cái tớp này là cái tớp của em đợt kế nè. Dạ. Còn cái tớp mà cái đợt mà lấy 20.000 ở đây đó. Dạ. Là cái đợt đó hao hụt hơi nhiều, cũng còn khoảng là 18.000 đếm lại đó nha. Dạ. Đếm nó sang bèo đó là nó còn khoảng 18.000. 18.000 mà con ốc lớn nó nhiều lắm. Đây con ốc nó như ốc già hay sao? Ừ. Ốc này ôm trứng hết trơn rồi nè. Mấy con này ôm trứng là vàng khè cho em. Là thúc cho ăn là từng rễ nó đẻ rồi. Dạ, ôm trứng vàng khè chứ. Anh mua thêm hai cái bèo trắng nhỏ nữa đó, để trứng chiếc ốc con ra. Chứ bây giờ cái lượng mà trứng nhỏ quá mà đâu có bán được. Không bán được. Ủa cái dây gì á? Dây điện trắng, lúc trước trăng bán bèo á. Dạ. Tưởng cầu điện chứ. Trời trời, cá lóc dữ lắm, cá lóc còn cá kiến chứ mấy không á. Dạ. Ừ. Có bèo gồng không? Có, bỏ mấy bầy luôn. Ừ. Mình câu cắm là phải là sợi dây siêu bền đó nè. Sợi dây thường là bứt hết trơn. 30 con ký ạ. Bự hơn nữa, có loại bơ lớn luôn nè. Có loại bơ lớn luôn. Có loại bằng con ốc lá thái luôn á. Mà số lượng nó ít, nó không có nhiều. Biết này anh trẻ làm đôi không ha? Làm ba. Ba nữa hả? Rải giáp hầm hết trơn, bỏ nó là rải 300 ký luôn đó. Được bí mê lắm. U ốc pháp, ốc pháp. Đi vớt hoài là nó có hoài. Dục nó lên là nó chết à. Ừ. Nó có bò. Ờ. Bèo nó ăn tụi rễ chứ. Nó ăn tụi rễ, nếu mà thiếu nữa nó ăn hết là xong luôn đó. Nó mà ăn mà thiếu thức ăn á, nó ăn xong là tàn bèo luôn đó. Bởi vậy là tàn không nổi luôn đó. Dạ. Bởi vì mấy bữa mà để vô trong vèo đó, tưởng ăn nó quá trời kinh khủng rồi. Một ngày mới ăn 200 kg, 200 ngoài ký, trời trời, chạy chứ muốn chết luôn. Tức là đồ ăn nó không có thiếu, nhưng mà mình chạy đi gom không nổi. Dạ. Chứ không phải là thiếu đồ ăn. Chạy một xe vậy đó, về là hết, ngày mai chạy nữa. Ừ. Chở một cuốc 200 vậy đó. Mà đồ ăn ở đây dữ lắm, đồ ăn kinh khủng luôn. Là không có tốn tiền mua nó là đỡ đó. Ừ. Là lấy công làm lời đó. Được, nói chung là công làm lời được. Tại đồ ăn ba cái gãy dạt nhiều là ngon. Ừ. Còn mà đồ ăn mà cầm tiền mà mua là chịu không nổi đâu. Chịu nổi đâu, mày ăn. Nổi. Mày ăn kinh lắm. Ăn kinh lắm, bọn không răng nó ăn ghê lắm. Không, lượng ốc này chắc 1 năm tháng 5 là có sức được mới. Dạ. Tiểu mới được, phải không? Dạ. Mà Tết năm sau mới nhiều. Đấy. Lượng ốc lớn. Được cái đó. Cái này là ngon rồi. Cái này ngon rồi. Không, nhưng mà mấy cái tớp này lên là ok. Ừ. Này bóng lưỡng không à. Thì tính ra đi rồi cũng là 60.000 con rồi. Dạ. Lấy của em 2 lần là 40.000. Chia 1 lần nữa 60.000 con. Cái lần đầu tiên nhất tính tới giờ là khoảng 5 tháng ha. Dạ. Tầm khoảng tháng sau là anh lấy lần đợt thứ hai phải không? Tháng mấy lần? 2 tháng mới lấy lần thứ hai. Dạ. Có thùng này bị hở nè. Kìa. Cũng nó bị hở kìa. Thùng đó đó. Ờ. Thế có mấy trứng à? Hở khô thấy bà luôn. Nó có mấy trứng à, mới để vô mấy trứng à? Hở là bị khô đó, gió thổi vô cũng khô. Rửa mấy cái thùng đó nữa. Dạ. Thùng nào mà đúng lỗ rồi lấy keo dán lại. Không, thùng này nó bỏ nó luôn rồi. Ừ. Tại bọn nó lỡ có mấy trứng à.
chơi hốt vậy mà. Đồ của mình mà. Mày nở ra nhiều đó mày nở. Trời ơi, cái lúc mà nó mới nở mà nó đẻ được năm mấy chục trứng rồi đó. Trời ơi, đi lụm từng trứng vậy đó ha. Khoái, lụm được cái trứng khoái ha. Trời ơi, là trời sao mà tôi gặp rồi tôi quên. Kìa, nó không biết ở đâu mà vớt hoài, nó có hoài. Thấy không? Ốc Pháp. Tôi nói hả, tôi mà biết cái thằng nào mà đem cái loại ốc này đem về Việt Nam á, đưa tên đây ngụm á, đưa tên họ đi. Tôi gửi chùa tao cầu siêu mày hết. Pháp. Quá trời báo rồi. Mấy cha mấy nội không á. Đó mấy ông nội. Ví dụ mấy dân thường có thằng nào mà dám đem về được. Nói gì ốc về là giấu để ăn không đó. Xin không cho nữa. Ừ, nghe kể gì ta giấu để ăn không đó. Ngon dữ lắm. Trứng đỏ cháy à. Giờ báo anh em ta. Quá báo à. Đúng rồi, Trung Quốc đưa con này đúng rồi, ác thiệt ha. Mà cái lượng đẻ ra ghê thiệt ha. Ừ. Mà thuốc xài biết bao nhiêu mà không diệt nó được. Cái này ôm trứng hết trơn à. Ôm trứng hết trơn rồi. Ừ. Ăn đủ một cái là khỏe cho coi dữ lắm. Nó ôm trứng. Cái lượng trứng vừa vừa nó cũng nhiều. Ok. Trứng trứng trắng là được. À. Còn à không, đưa xuống đây là ok à, tại vì cái này thấy nó nở anh mới đưa nó lên đó. Ừ. Cái này nó bị hở quá nó ngang. Cái nắp mày nè, cái nắp mày trứng nè. Nó ướt nhẹp luôn à. À, không có cái này nó đang lại. Dạ. Thường là em úp lại chứ em không có cắt như anh. Cắt anh nó bị hở. Xong rồi ở dưới em làm lót miếng lên. Lót dưới lên à? Dạ. Cái này dưới cũng lót cũng được. Thì anh làm này cũng được nhưng mà cắt như thế này thì nó hở này, nó hở nó không đủ cái độ ẩm với cái nhiệt độ. Tại vì thấy là ở trong nó ướt luôn nha. Dạ. Ướt luôn á. Không hở gì cũng được rồi, còn nó hở gì để nó không bị chín trứng. Chín trứng quá thì là không được. Lựa ra nè, lựa ra hết mớ rồi nè. Dạ. Trứng này thì ok rồi. Nhưng rồi. Mà nó đâu có được nhiều. Ác vậy đó. Không mà cho ăn, nếu mà cho ăn thúc là một tuần lễ, năm mấy bữa một tuần lễ là nó nhiều à. Này chắc không được, không tới chục ký. Mình không tới tận qua nó nở hết mẹ nó ba thùng rồi. Mấy chục ký. À rồi thì cũng sẽ tiến hành đóng trứng nha bà con ơi. Thì đợt này là em lên cũng mục đích là hướng dẫn cho khách hàng đóng luôn. Để đóng xong thì đợt sau thì sẽ đóng và gửi về cho em thôi. Chứ cũng không lên thu nữa. Tại vì cũng xa chứ không có gần. Thì hướng dẫn một lần để cho ông anh nó biết cách đóng. Hôm nay đợt này thì các em thu khoảng 5kg thôi. Chứ trứng cũng không được to. Chấp nhận là trứng ốc tơ thôi, khi mà nó sẽ qua một vài lứa nó sẽ to lên. Rồi, cuối cùng cũng đóng xong 5kg nha bà con ơi. Rồi để cho anh đóng cái thùng lại đi. Em cũng xin phép vào một vòng nữa cho bà con tham khảo lại cái mô hình nuôi ốc trong ao của ông anh nha. Thì đây là cái ao tù nha bà con ơi. Nước coi như là không có ga vô luôn. Cái ao này thì có độ sâu là 2 mét mấy đó. Nói chung là khá sâu nhưng mà có bèo kính nuôi vẫn được. Đó là chùa luôn ha. Ao nước tù là không có ga vô, nước động, hai bên là ruộng nha. Dạ, ở đây đặc biệt là bèo phải kín luôn và nuôi ốc rất là đẹp. À, nói chung là cũng chia sẻ cho bà con về cái quy trình mà bên em tới thăm ao cũng như giới thiệu về cái mô hình nuôi ốc của ông anh. Nếu bà con nào mà có cần trứng hay là cần con giống thì liên hệ tới bên em. Xin chào bà con, hẹn bà con các bữa sau. Xin chào và hẹn gặp lại.